Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để khóa HT hoặc là DFA để nhận cái TOK token trên sàn huobi.com. Rồi, thì mọi thông tin về dự án, quý vị có thể vào cái channel của Huobi hoặc là group trên Telegram hoặc là trên mạng Twitter. Thông tin về cái TOK token thì quý vị có thể vào cái địa chỉ website là token.io. Đó, thì đây là cái trang chủ của cái TOK token. Và chi tiết về cái dự án trên cái sàn Huobi, quý vị có thể tìm kiếm đây, nó trên cái channel của Huobi. Quý vị nên tìm hiểu cho thật kỹ. Ok, rồi quý vị hãy vào cái sàn Huobi, quý vị hãy đăng nhập. Và quý vị phải chuẩn bị, một là cái đồng HT, hai là cái đồng DFA. Quý vị hãy tìm đến cái Prim Pool này. Đó, nó ở cái trang chủ của cái app Huobi. Đó, thì ở đây, một là quý vị có thể khóa HT, hai là quý vị có thể khóa DFA. Đó, DFA hiện tại cũng đang nít trên sàn Huobi. Quý vị chỉ cần chuẩn bị một trong hai cái token này và quý vị chọn vào tham gia hoạt động. Đó, tham gia hoạt động. Thì như ở đây là thời gian khóa là 7 ngày. Và chi tiết hơn về dự án thì quý vị hãy tìm hiểu cho thật kỹ ở cái thông tin, thông báo trên các group và cái mạng xã hội Twitter. Đó, quý vị chọn tham gia. Rồi quý vị chuẩn bị sẵn DFA hoặc là HT. Và quý vị chỉ cần nhập cái số lượng mà quý vị muốn khóa vào đây, rồi quý vị chọn vào khóa ngay. Ok, và quý vị ai chưa có tài khoản sàn Huobi thì quý vị hãy lấy cái mã giới thiệu mà tôi để bên dưới video này. Khi quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm các chi phí khi giao dịch trên sàn huobi.com. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây.